Nếu lúc vì chúng sinh nói pháp, âm thanh tùy loài khó nghĩ bàn, hết thảy tất cả tâm chúng sinh, một niệm đều biết không thừa sót. Nếu như lúc vì chúng sinh diễn nói vô lượng diệu pháp, thì âm thanh đó đều khiến cho chúng sinh nghe hiểu rõ. Ví như người Tàu thì nghe tiếng Tàu, người Mỹ thì nghe tiếng Mỹ, người nước nào thì nghe tiếng nước đó, đó là sức thần thông diệu dụng. Như vậy thì sẽ thấu rõ tâm của tất cả chúng sinh, trong một niệm biết hết tất cả tâm niệm của chúng sinh đang nghĩ gì. Do đó, tất cả chúng sinh có bao nhiêu tâm, Như Lai đều biết, đều thấy. Bất cứ có bao nhiêu chúng sinh có bao nhiêu tâm niệm thì đều thấu suốt rõ ràng. Nếu nơi tất cả tâm chúng sinh một niệm đều biết không thừa sót, tất biết phiền não chẳng chỗ khởi, vĩnh chẳng chìm nổi trong sinh tử. Nếu như trong một niệm biết tất cả tâm chúng sinh thì sẽ biết phiền não cũng là không, do đó phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn. Phiền não tuy chẳng cùng tận, nhưng biết chúng sinh có bao nhiêu tâm thì biết. Phiền não tức bồ đề, sinh tử tức niết bàn. Vì tâm bồ đề viên mãn cho nên phiền não chẳng chỗ khởi. Tất nhiên chẳng còn phiền não thì gốc rễ sinh tử chẳng còn nữa. Đã dứt sinh tử thì chẳng còn trôi nổi ở trong biển sinh tử nữa, càng không còn luân hồi trong sáu nẻo nữa. Như vậy thì sẽ thoát khỏi gông cùm của sinh tử luân hồi. Người tu đạo việc quan trọng nhất là đoạn dục khử ái, đoạn sạch ái tình. Đó là biện pháp duy nhất để chứng quả. Nếu chẳng còn phiền não thì dục niệm cũng chẳng còn. Dục niệm chẳng còn thì sinh tử chấm dứt, đó đều có liên hệ với nhau, cho nên nhất định không thể có tư tưởng nhiễm ô. Nếu biết phiền não chẳng chỗ khởi, vĩnh chẳng chìm nổi trong sinh tử, sẽ được công đức, thân pháp tánh, nhờ pháp oai lực hiện thế gian. Nếu như biết phiền não chẳng chỗ khởi, thì sẽ chuyển phiền não thành bồ đề. Nếu chẳng minh bạch, thì bồ đề cũng biến thành phiền não, đây dễ như trở bàn tay. Chúng ta vô duyên vô cớ nổi giận, đó là vô minh tác quái. Vô minh chướng ngại bạn khiến cho bạn sinh phiền não. Nếu phá vô minh rồi thì phiền não tức bồ đề. Lúc đó vĩnh viễn chẳng còn ở trong luân hồi nữa, mà thoát khỏi biển khổ sinh tử. Lúc đó công đức viên mãn đắc được thân pháp tánh, nhờ oai lực của pháp mà hiện khắp trong mười phương thế giới. Nếu được công đức thân pháp tánh, dùng pháp oai lực hiện thế gian, tất được thập địa mười tự tại, tu hành các độ thắng giải thoát. Nếu như đắc được công đức thân pháp tánh, thì có thể dùng oai lực của pháp hiện khắp trong mười phương thế giới, tất sẽ đắc được địa vị thập địa mười tự tại, lại tu hành pháp môn mười độ, sẽ đắc được giải thoát thù thắng không thể nghĩ bàn. Mười địa có bốn thứ: một, thập địa của Phật thừa; hai, thập địa của Bồ Tát; ba, thập địa của Duyên Giác; bốn, thập địa của Thanh Văn. Hiện tại là nói thập địa của Bồ Tát: một, hoan hỷ địa; hai, ly cấu địa; ba, phát quang địa; bốn, diệm huệ địa; năm, nan thắng địa; sáu, hiện tiền địa; bảy, viễn hành địa; tám, bất động địa; chín, thiện huệ địa; mười, pháp vân địa. Trong phẩm thập địa có giải thích rõ ràng: thập tự tại tức là một, mạng tự tại; hai, tâm tự tại; ba, tư cụ tự tại; bốn, nghiệp tự tại; năm, thọ sinh tự tại; sáu, giải tự tại; bảy, nguyện tự tại; tám, thần lực tự tại; chín, pháp tự tại; mười, trí tự tại. Thập độ tức là thập ba la mật: một, bố thí ba la mật; hai, trì giới ba la mật; ba, nhẫn nhục ba la mật; bốn, tinh tấn ba la mật; năm, thiền định ba la mật; sáu, bát nhã ba la mật; bảy, phương tiện ba la mật; tám, nguyện ba la mật; chín, lực ba la mật; mười, trí ba la mật. Ở trước đã giải thích rồi. Nếu được thập địa mười tự tại, tu hành các độ thắng giải thoát, tất được quán đảnh đại thần thông, trụ nơi các ta muội tối thắng. Nếu như đắc được thập tự tại, từ hoan hỷ địa đến pháp vân địa, lại đắc được mười tự tại, từ mạng tự tại cho đến trí tự tại, lại tu mười độ, từ bố thí cho đến trí độ, do đó mà đắc được giải thoát thù thắng. Như vậy sẽ đắc được mười phương chư Phật đến quán đảnh, sẽ lập tức chứng được thần thông diệu dụng thập địa mười tự tại, cũng trụ ở trong tất cả cảnh giới tam muội tối thủ thắng, đắc được thọ dụng chánh định chánh thọ. Nếu được quán đảnh đại thần thông, trụ nơi các tam muội tối thắng, tất ở chỗ mười phương chư Phật được thọ quán đảnh mà thăng vị. Nếu như được mười phương chư Phật đến quán đảnh thì sẽ đắc được đại thần thông, sẽ trụ ở trong các tam muội thủ thắng nhất, sẽ đến đạo tràng của mười phương chư Phật.
Chư Phật vì 50 vị thập tín, thập trụ, thập hồi hướng, thập địa, thập hạnh, pháp thân đại sĩ thọ nghi thức quán đảnh, khiến cho các ngài đều thăng lên đến bậc đẳng giác. Nếu đoạn một phần sinh tướng vô minh cuối cùng, vô minh nhỏ như sợi tóc, thì sẽ đến bậc diệu giác. Nếu ở chỗ mười phương chư Phật đều thọ quán đảnh mà thăng vị, tất được mười phương tất cả Phật tay dưới cam lồ quán đảnh cho. Nếu như hay ở chỗ đạo tràng mười phương chư Phật đều thọ nghi thức quán đảnh mà thăng lên bậc đẳng giác, thì sẽ được mười phương tất cả chư Phật dùng tay dưới nước cam lồ mà quán đảnh. Quán đảnh tức là chư Phật dưới nước đại bi quán đảnh, thì hết thảy tập khí hoàn toàn tiêu sạch, tự hành viên mãn chứng được quả vị Phật. Ấn Độ thời xưa, lúc vua lên ngôi thì dùng nước bốn biển để quán đảnh biểu thị chúc mừng. Mật tông lấy sự quán đảnh làm chuyển giới, trước khi chưa quán đảnh thì không thể trì chú. Phổ thông có hai lối nghi thức quán đảnh, một là truyền giáo quán đảnh, người mới phát tâm được thầy hứa khả mà thọ quán đảnh làm đệ tử chánh thức. Hai là kết duyên quán đảnh, gặp nghi thức quán đảnh, pháp duyên khó gặp, cầu xin quán đảnh thì mới có tư cách nghiên cứu kinh điển mật tông. Nếu được mười phương tất cả Phật tay dưới cam lồ quán đảnh cho, thì thân sung mãn như hư không, an trụ bất động đầy mười phương. Nếu như được mười phương tất cả chư Phật dùng nước cam lồ để quán đảnh, thì sẽ tiêu sạch một phần sinh tướng vô minh cuối cùng, đó là cảnh giới thủ thắng. Nếu được chư Phật quán đảnh thì pháp thân sẽ sung mãn như hư không. Pháp thân tuy an trụ bất động trong hư không, song đầy khắp mười phương thế giới. Tại sao? Vì một pháp thân tức là vô lượng pháp thân, vô lượng pháp thân vẫn là một pháp thân. Nếu thần sung mãn như hư không, an trụ bất động đầy mười phương, sở hành vị đó chẳng thể sánh, chư thiên loài người chẳng biết được. Nếu như pháp thân sung mãn như hư không, đây tức là cảnh giới vô tại, vô bất tại. Cảnh giới hư không và cảnh giới địa ngục là như nhau. Một pháp thân cũng đầy khắp hư không, nhiều pháp thân cũng đầy khắp hư không. Đây là cảnh giới một tức là nhiều, nhiều tức là một. Một nhiều không ngại, chúng sinh địa ngục do nghiệp mà cảm. Một người cũng đầy khắp địa ngục, cho nên gọi vô gián địa ngục, tức cũng là ý nghĩa chẳng có không gian. Pháp thân đầy khắp hư không, an trụ bất động trong hư không, mà đầy khắp mười phương thế giới, sở hành chẳng thể sánh được. Chư thiên và loài người chẳng cách chi biết được cảnh giới thần diệu đó. Bồ Tát siêu tu hạnh đại bi, nguyện độ tất cả đều chứng quả. Nếu được thấy nghe hoặc cúng dường, hết thảy đều khiến được an lạc. Bồ Tát là một bậc giác ngộ trong hữu tình, chúng sinh là một bậc không giác ngộ trong hữu tình. Cho nên Bồ Tát nguyện đem đạo lý giác ngộ để giác ngộ bậc không giác ngộ trong hữu tình. Vì Bồ Tát bi tâm thiết thiết, từ bi độ chúng sinh, cho nên siêu tu hạnh đại bi, tức là vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Bồ Tát phát nguyện độ tất cả chúng sinh, chẳng có chúng sinh nào mà chẳng chứng được quả vị, thảy đều đắc được quả giác viên mãn. Hoặc có chúng sinh thấy Bồ Tát hành thập độ vạn hạnh, hoặc nghe được pháp Bồ Tát hành, tức cũng là thọ trì. Nếu lại phát tâm cúng dường, thì chẳng có chúng sinh nào mà chẳng đắc được quả vị an lạc. Bồ Tát siêu tu hạnh đại bi, chẳng thấy lỗi chúng sinh, xem lỗi lầm của chúng sinh, nhận làm lỗi lầm của chính mình. Đó là tâm trạng của Bồ Tát. Tôi đã từng nói, hãy nhận thật lỗi mình, đừng nói người đúng sai, lỗi người tức lỗi mình, đồng thể gọi đại bi. Nghĩa là quét trừ đen tối biến thành ánh sáng, đừng đem đen tối của người che lấp ánh sáng của mình. Người khác có gì không đúng, tức là chỗ mình không đúng, xem người với mình đồng một thể, đó là đại bi. Sức oai thần các đại sĩ đó, pháp nhãn thường đủ chẳng thiếu khuyết, thập thiện diệu hạnh thảy các đạo, vô thượng thắng bảo đều khiến hiện. Những pháp thần đại sĩ đó đều có sức đại oai thần, đều đầy đủ pháp nhãn, gì cũng đều biết, chẳng có lúc nào thiếu khuyết. Các ngài tu diệu hạnh thập thiện, phổ độ sáu nẻo chúng sinh thoát khỏi biển khổ, lại dùng pháp bảo vô thượng thủ thắng, đều khiến cho hiển hiện ra. Chúng ta mỗi người đều có năm nhãn: nhục nhãn, thiền nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn, phật nhãn. Lúc còn trẻ, nếu có căn lành thì rất dễ khai mở ngũ nhãn, do đó đồng chân nhập đạo thì dễ đắc được thần thông chứng quả vị A-la-hán. Cho nên đồng tử xuất gia, đồng tử nam trước 16 tuổi, đồng tử nữ trước 14 tuổi, pháp nhãn thường toàn đủ. Đến lúc hiểu pháp nhiễm ô thì pháp thanh tịnh xa lìa, lúc đó lại tu hành thì khó khăn hơn mà thiếu khuyết. Song nếu chân thật tu hành thì vẫn có thể trở về nguồn cội, khôi phục thân đồng tử,
mà chẳng có tư tưởng nhiễm ô, thân hoàn toàn thanh tịnh. Chúng ta tu đạo tức là tu thân thanh tịnh, đồng từ khi nào thật thanh tịnh, thế cảnh chẳng động tâm thì lúc đó sẽ thành tựu. Ví như biển có kim càng tụ, nhờ oai lực đó sinh các báu, không giảm không tăng cũng vô tận, công đức Bồ Tát tụ cũng thế. Ví như trong biển cả, có đá báu kim càng tụ lại với nhau, nhờ oai lực của đá báu kim cang mà lại sinh ra tất cả các báu đó cũng không giảm bớt, cũng chẳng tăng thêm, cũng chẳng cùng tận, công đức của Bồ Tát tu tụ tập lại với nhau cũng như thế, hay sinh ra tất cả pháp bảo. Hoặc có cõi nước không có Phật, thì hiện nơi đó thành chánh giác, hoặc có cõi nước chẳng biết pháp, vì nơi đó nói diệu pháp tạng. Hoặc có cõi nước chẳng có Phật ra đời, Bồ Tát hành Bồ Tát đạo thì hay thị hiện tám tướng thành đạo. Tám tướng là: một, từ cung trời đâu xuất sinh xuống nhân gian; hai, nhập thai; ba, trụ thai; bốn, xuất thai; năm, xuất gia; sáu, thành đạo; bảy, chuyển pháp luân; tám, vào niết bàn. Hoặc có cõi nước chẳng biết Phật pháp là gì, vì chẳng thấy được Phật, chẳng nghe pháp, chẳng thấy tăng. Trong cõi nước chẳng biết có Tam Bảo, thì những Bồ Tát đó vì chúng sinh mà thị hiện, để diễn nói diệu pháp tạng, tức cũng là giáo pháp mà Phật nói, vì nó hàm chứa nhiều nghĩa nên gọi là pháp tạng. Chẳng có phân biệt, chẳng công dụng, nơi một niệm khắp cùng mười phương, như hình mặt trăng khắp hết thảy, vô lượng phương tiện hóa quần sinh. Vì chẳng có phân biệt và chẳng có công dụng đạo thần thông diệu dụng, cho nên trong một niệm khắp cùng mười phương, để giáo hóa chúng sinh, giống như mặt trăng ở trên không, chiếu khắp mọi nơi hiện bóng vào trong nước. Do đó có câu: trăng hiện khắp tất cả chỗ có nước, trăng trong tất cả nước, chỉ một mặt trăng nhiếp. Mặt trăng trong hết thảy chỗ có nước đều do một mặt trăng trên không hiện xuống. Và ngàn đầm có nước, ngàn đầm có mặt trăng, vạn dặm không mây, vạn dặm trong sáng. Cùng một đạo lý, Bồ Tát dùng vô lượng vô biên diệu pháp môn phương tiện để giáo hóa tất cả chúng sinh. Vô công dụng đạo là gì? Tức là đầy đủ đại viên cảnh trí, việc đến thì chiếu, việc đi thì lặng, đã tròn đầy công quả, không dụng mà đâu chẳng dụng, rất tự nhiên mà chẳng miễn cưỡng. Ở trong mười phương thế giới đó, niệm niệm thị hiện thành Phật đạo, chuyển bánh xe pháp vào niết bàn, cho đến rộng phân chia xá lợi. Bồ Tát trong hết thảy mười phương thế giới, trong mỗi niệm thị hiện thành Phật đạo, chuyển bánh xe chánh pháp vô thượng vào thường lạc ngã tịnh niết bàn, cho đến đem xá lợi phân bố trong mười phương thế giới. Xá lợi có cảnh giới không thể nghĩ bàn, vào đầy đường có vị phàn huyền trí, lại hòa thượng xã thuận làm thầy, truyền tụng kinh hòa nghiêm, tu hạnh phổ hiền. Mỗi khi vị đó tụng kinh thì miệng tuôn ra xá lợi trước sau cả trăm hạt. Hiện tại có vị giáo sư Tạ Băng Oánh ở San Francisco, nước Mỹ. Bà ta là vị Phật tử thuần thành, cúng dường một hạt xá lợi. Hạt xá lợi đó lại sinh ra xá lợi nhỏ, trước sau đã sinh ra hơn 20 hạt, đều được mọi người thỉnh về cúng dường. Hạt xá lợi đó hiện tại vẫn sinh ra không ngừng. Người thỉnh xá lợi nếu tâm thành ý khẩn thì sớm sẽ sinh ra xá lợi nhỏ, thật là không thể nghĩ bàn. Cảnh giới này khoa học không thể nào thấu hiểu được, chẳng cách chi tìm được nguyên nhân chân chánh. Hoặc hiện thanh văn độc giác đạo, hoặc hiện thành Phật khắp trang nghiêm. Như vậy khai xiển giáo ba thừa, rộng độ chúng sinh vô lượng kiếp. Hoặc có cõi nước hiện ra thân thanh văn, hoặc hiện ra thân độc giác, hoặc hiện đến thế giới khác để thành Phật khắp trang nghiêm cõi nước chư Phật. Như vậy khai xiển giáo pháp ba thừa, trong vô lượng kiếp đã độ khắp tất cả chúng sinh, giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho họ đều lìa khổ được vui, chấm dứt sinh tử. Thành văn tức là A-la-hán. Các ngài nghe âm thanh của Phật mà ngộ đạo, các ngài tu pháp bốn diệu đế, biết khổ dứt tập, mộ diệt tu đạo, biết thế gian tất cả đều là khổ, khổ là từ phiền não mà ra, cho nên phải dứt tập đế, thì sẽ hâm mộ pháp tịch diệt mà tu đạo. Tu đạo gì? Tức là 37 phẩm trợ đạo, dứt được kiến tư, thấy nghĩ hai hoặc của tam giới thì chứng quả A-la-hán. Độc giác tức là bích chi Phật, còn là duyên giác. Lúc không có Phật ra đời, người tu đạo tĩnh tu ở trong thâm sơn cùng cốc, xuân quán trăm hoa nở, thu quán lá vàng rơi, cảm thấy tất cả là vô thường mà ngộ đạo, gọi là độc giác. Duyên giác là sau khi Phật ra đời rồi, tu quán 12 pháp nhân duyên mà ngộ đạo. Pháp 12 nhân duyên: một, vô minh, tức là chẳng minh bạch đạo lý cho nên sinh ra mê hoặc; hai,
Hành vì mê hoặc cho nên phát sinh hành vi. 3. Thức, có hành vi rồi thì có thức, thai nhi. 4. Danh sắc, có thức rồi thì có danh sắc, đức cũng là thân năm uẩn. Danh là tinh thần phương diện thọ, cảm thọ, tưởng, tư tưởng, hành, hành vi, thức, phân biệt. Sắc là phương diện sinh lý của nhục thể. 5. Lục nhập, có danh sắc rồi, theo đó sẽ có mắt tai mũi lưỡi thân ý, 6 căn mà vào. 6. Xúc, có lục nhập rồi thì tiếp xúc với sắc thanh hương vị xúc pháp, cảnh giới 6 trần, phát sinh tác dụng xúc giác thì bị cảnh giới lay chuyển. 7. Thọ, có xúc giác rồi thì có vọng tưởng về lãnh thọ, thuận cảnh thì tham, nghịch cảnh thì sân. 8. Ái, có lãnh thọ rồi thì sinh tâm ái, tâm thương vật, tâm thương người nhất định tìm cách giành lấy. 9. Thủ, có tâm thương rồi thì giữ làm của mình. 10. Hữu, vì có thủ giữ rồi cho nên sẽ có hữu, thức a lại ra. 11. Sinh, có trùng tử rồi, cha mẹ duyên thành thục thì đi đầu thai lại có thân năm uẩn nữa. 12. Giả chết, có sinh rồi thì có giả chết. Đó là vòng sinh mạng của con người. 12 nhân duyên này có hai cửa, một là cửa lưu chuyển, hai là cửa hoàn diệt. Người tu đạo thì thoát khỏi cửa lưu chuyển mà tu cửa hoàn diệt, như vậy mới chấm dứt sinh tử. Ở trên là nhân duyên cửa lưu chuyển, ở dưới là phương pháp cửa hoàn diệt. Do vô minh bắt đầu quan sát đến giả chết, 12 nhân duyên này tiếp vận không ngừng. Nếu diệt được vô minh rồi thì hành diệt, hành diệt thì thức cũng diệt, thức diệt thì danh sắc cũng diệt, danh sắc diệt thì lục nhập cũng diệt, lục nhập diệt thì xúc cũng diệt, xúc diệt thì thọ cũng diệt, thọ diệt thì ái cũng diệt, ái diệt thì thủ cũng diệt, thủ diệt thì hữu cũng diệt, hữu diệt thì sinh cũng diệt, sinh diệt thì giả chết cũng diệt. Do đó người tu đạo trước hết phải phá vô minh. Vô minh là đứng đầu trong vạn điều ác, cho nên phải dùng kiếm trí huệ để chém đầu vô minh. Vô minh hết tác quái thì sẽ hết sinh tử. Tuy đạo lý này nói đã nhiều lần, nhưng nghe nhiều lần thì nhận thức thêm nhiều lần. Giống như tụng kinh, càng tụng thì càng tốt, ấn tượng càng sâu, thọ ích cũng càng rộng. Hoặc hiện thân đồng nam đồng nữ, trời rồng cùng với Atula, cho đến ma hầu La Già Thầy, tùy chỗ họ thích đều khiến thấy. Hoặc thị hiện thân hình đồng nam đồng nữ, đây là thân tâm thanh tịnh, thiên chân không tà. Nếu đồng chân nhập đạo thì sẽ thành tựu, giống như Bồ Tát Hộ Pháp Vi Đà, ngài phát nguyện đời đời kiếp kiếp nguyện làm thân đồng từ, vĩnh viễn chẳng kết hôn để hộ trì Phật Pháp. Ngài là một vị Phật cuối cùng của ngàn vị Phật trong kiếp hiền. Phật Thích Ca Mâu Ni là vị Phật thứ tư trong kiếp hiền. Bồ Tát Di Lặc là vị Phật thứ năm trong tương lai. Hoặc thị hiện trời người, hoặc hiện thân Long Vương, hoặc thị hiện Atula, hoặc thị hiện Ma Hầu La Già, các loại thân, tức cũng là trời rồng tám bộ, tùy theo sự ưa thích của họ mà khiến cho được thấy. Này lược giải trời rồng tám bộ như sau. Một bộ trời chỉ tứ thiên vương mà nói. Các ngài trụ ở giữa núi Tu Di, bốn phía đều có bốn thành. Phía đông là chỗ ở của trì quốc thiên vương, phía nam là chỗ ở của tăng trưởng thiên vương, phía tây là chỗ ở của quảng mục thiên vương, phía bắc là chỗ ở của đa văn thiên vương. Các ngài là thần hộ trì Phật giáo. Hai bộ rồng, tức là vua rồng ở trong biển, chuyên bảo hộ an toàn những người tu đạo, chẳng khiến cho ma đến nhiễu loạn tâm của người tu đạo. Vì tâm sân quá nặng cho nên làm rồng, còn vì thừa cấp giới hoãn cho nên có thần thông. Nhưng là súc sinh, rồng quy y với Phật, nguyện làm thiện thần hộ pháp. Ba Atula, dịch là chẳng phải trời, phi thiên, có phước báo người trời nhưng chẳng có đức hạnh người trời. Còn dịch là không đoan chánh. Tướng mạo của nam Atula rất xấu xí, dòng nữ Atula rất xinh đẹp. Còn dịch là không rượu, vì chúng thích uống rượu nhưng không có rượu uống. Atula thích đấu tranh, thường đánh với người trời. Có một lần nọ, trời đế thích bị thua, mới đến thỉnh cầu Đức Phật. Phật từ bi chúng sinh, nói với đế thích: ta có cầu Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa, ngươi về đọc thì sẽ thắng lợi. Đế thích trở về trời đau lợi, chiếu theo lời Đức Phật dạy, quả nhiên chiến thắng được quân Atula. 4. Cản Thất Bà, dịch là tìm hương. Vì chúng dùng hương làm thức ăn cho nên thân tỏa ra mùi hương. Chúng là thần tống nhạc của trời đế thích. Khi đế thích muốn nghe nhạc thì đốt hương trên đàn lên. Chúng sẽ ngửi mùi hương mà đến diễn tấu âm nhạc, biểu diễn ca múa cho chư thiên thưởng thức, còn gọi là hương thần. 5. Khẩn Na La, dịch là nghi thần. Thân hình tựa như người, nhưng trên đầu có một cái sừng.
khiến cho người thấy sinh nghi. Khẩn Na La kéo về ca sướng cũng là thần nhạc của trời Đế Thích. Đế Thích muốn nghe ca khúc trang nghiêm thì hai nách của chúng tự động ra mồ hôi. Do đó bè đến cung trời vì chư thiên ca sướng pháp ngữ, khiến cho người nghe sinh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng Tam Bảo. 6. Cà Lâu La, dịch là chim đại bàng cánh vàng, cánh của nó mở ra thì rộng khoảng 360 do tuần. Khi đói thì dùng đôi cánh quạt nước biển sẽ làm hai, giống trong biển sắp chết thì tự nhiên hiện ra làm thức ăn cho chúng. Sức ăn rất lớn, một lần ăn một con rồng, 50 con rồng nhỏ. Vua rồng bảo vệ quyến thuộc đến chỗ Đức Phật để khẩn cầu. Phật bèn cho chúng một tấm y cả sa, nói với vua rồng: đem tấm y này về, xé ra từng sợi chỉ, buộc lên thân mỗi con rồng thì sẽ không bị chim ăn, nhưng phải giữ bát quan trai giới. Vua rồng y chiếu lời Phật dạy để làm, quả nhiên chim đại bàng cánh vàng tìm chẳng được rồng để ăn. Do đó chúng cũng đến chỗ Đức Phật, luận lý với Phật: tôi dùng rồng để làm thức ăn, hiện nay chẳng có rồng để ăn, chúng tôi sắp chết đói, ngài cứu rồng mà không cứu chúng tôi, đây thật là không công bằng. Phật nói: nhà ngươi phải giữ giới bát quan trai, thì ta sẽ khiến cho đệ tử mỗi ngày lúc ăn cơm sẽ cúng dường một phần cơm. Do đó cho đến hôm nay, các chùa vào buổi trưa đều cúng chút cơm cho đại bảng ăn. Chúng cũng quy y Phật làm thần hộ pháp. Bát quan trai giới là: A. Không sát hại, không giết hại mạng sống hữu tình. B. Không trộm cắp, không trộm cắp của cải của người khác. C. Không tà dâm, người tại gia không tà dâm, người xuất gia không dâm. D. Không nói dối, không nói lời trái với tâm. E. Không uống rượu, vì rượu hay bia có chất say, làm cho tâm tán loạn, phát cuồng. F. Không được thoa son đánh phấn, mang đồ trang sức, không được ca múa xem nghe. G. Không được nằm giường cao rộng, tức là không nằm giường cao rộng tốt đẹp. H. Không ăn phi thời, tức là quá ngọ không ăn. Tám giới trên hợp với giới không ăn phi thời là tám giới, cũng là bát quan trai giới. 7. Ma hầu la già, dịch là đại phục hành, lại là đại mãng xà, còn gọi là địa long. Rồng thì có thần thông, còn chúng thì chẳng có thần thông. Tâm của chúng thường đố kỵ và sân hận, thường phun độc hại người. Về sau được Phật cảm hóa mà làm thiện thần hộ pháp, bảo hộ thân tâm người tu đạo, chẳng bị tổn hại. 8. Dạ xoa, dịch là tốc tật, hành động của chúng rất nhanh. Có 3 thứ dạ xoa: thiên hành dạ xoa, không hành dạ xoa, địa hành dạ xoa, đều là quỷ hại người, về sau được Phật cảm hóa làm thiện thần hộ pháp. Chúng sinh hình tướng đều khác nhau, hành nghiệp âm thanh cũng vô lượng. Như vậy tất cả đều hiện ra hải ấn tam muội sức oai thần. Hình tượng của chúng sinh đều khác nhau, nghiệp tạo ra thọ báo cũng khác nhau, âm thanh cũng vô lượng sự khác nhau. Tuy nhiên có hình sắc khác nhau, song trong tam muội hải ấn của Bồ Tát hết thảy đều hiện ra, đó tức là sức oai thần của Bồ Tát. Tam muội hải ấn là gì? Hình tướng của vạn sự vạn vật hiện ra ở trong biển hương thủy, đó là không tâm mà hiện, bất cứ là năng hiện và sở hiện đều do vô công dụng đạo mà thành tựu. Tam muội hải ấn của Bồ Tát hay hiện ra tất cả hình tướng của chúng sinh. Niềm tịnh cõi nước không nghĩ bàn, cúng dường tất cả các Như Lai, phóng đại quang minh vô lượng biên, độ thoát chúng sinh cũng vô hạn. Muốn trang nghiêm thành tịnh cõi nước chư Phật không thể nghĩ bàn, thì trước hết phải trang nghiêm tự thân tự tâm tự tánh của mình, khiến cho thần thành tịnh, chẳng có sát sinh trộm cắp tà dâm, khiến cho miệng thanh tịnh thì đừng nói dối, nói thêu rẻ, nói hai lưỡi chửi mắng, khiến cho ý thanh tịnh thì đừng có tham sân si. Thần khẩu ý đều trang nghiêm thanh tịnh thì cõi nước chư Phật mới trang nghiêm thanh tịnh, không thể nghĩ bàn. Dâng hoa quả cúng Đức Phật, đó là cúng dường có hình tướng, phải dùng sự cúng dường không hình tướng để cúng dường tất cả các Như Lai. Do đó có câu: trên mặt không sân là đồ cúng dường, trong miệng không sân tỏa diệu hương, ý niệm không sân là báu thật. Mặt có dáng cười tức là đồ vật cúng dường, trong miệng không nói dối, thêu dệt, hai lưỡi chửi mắng tức là tỏa diệu hương, trong ý niệm không sân hận tức là châu báu thật. Chân chánh cúng dường chư Phật là hoan hỷ chứ chẳng nóng giận. Chư Phật phóng ra vô lượng vô biên đại quang minh, chiếu khắp độ thoát tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh tiêu trừ đen tối vô minh, đắc được trí huệ quang minh, trong tự tánh thường sinh an vui thì sẽ tiêu diệt ba độc, tham sân si, chẳng còn đen tối mà sẽ phóng ra trí huệ quang minh, chẳng bị cảnh giới làm mê hoặc. Người học Phật phải hướng vào trong mà nghiên cứu chứ đừng hướng ra ngoài truy cầu,
chạy ra bên ngoài để tìm thì tìm chẳng được, phải biết 84.000 pháp môn đều chẳng lìa tự tánh. Trí huệ tự tại không nghĩ bàn, lời lẽ nói pháp chẳng chướng ngại. Thế giới nhẫn tấn và thiền định, trí huệ phương tiện thần thông thầy. Trí huệ tức là thấu hiểu chân chánh, giác ngộ chân chánh. Chẳng thấu hiểu chẳng giác ngộ tức là ngu si. Có trí huệ thì sẽ chuyển được tất cả cảnh giới mà không bị tất cả cảnh giới làm lay chuyển. Còn ngược lại thì bị tất cả cảnh giới làm lay chuyển mà chẳng chuyển được cảnh giới, đó tức là ngu si. Chìa khóa là tại chỗ này, dễ như trở bàn tay. Tự tại là gì? Tức là chẳng có phiền não. Vì đầy đủ trí huệ chân chánh, đắc được chân chánh an vui. Sự an vui này không thể nghĩ bàn, luôn luôn được tự tại, luôn luôn có trí huệ. Do đó có câu, thức tự tự tánh, thường sinh trí huệ. Thức tự tự tánh vốn không dao động. Thức tự tự tánh vốn là thanh tịnh. Thức tự tự tánh hay sinh vạn pháp. Đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Có nghĩa là không ngờ tự tánh thường sinh trí huệ, không ngờ tự tánh vốn chẳng dao động, không ngờ tự tánh vốn là thanh tịnh, không ngờ tự tánh hay sinh vạn pháp. Đắc được cảnh giới trí huệ tự tại không thể nghĩ bàn thì pháp nói ra, lời lẽ phát ra đều chẳng có chướng ngại. Cho nên nói được đại trí huệ thì sẽ được đại tự tại. Được đại tự tại thì được đại biện tài. Được đại biện tài thì nói pháp vô ngại. Nói pháp vô ngại thì giáo hóa được chúng sinh, khiến cho họ phát tâm Bồ Đề, trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sinh, khiến cho họ tu sáu độ vạn hạnh, sẽ đắc được trí huệ tự tại. Muốn đắc được ngũ nhãn lục thông thì phải làm thế nào? Thứ nhất phải bố thí, thứ hai phải giữ giới, thứ ba phải nhẫn nhục, thứ tư phải tinh tấn, thứ năm phải thiền định. Có năm điều kiện này rồi thì sẽ đắc được cảnh giới ngũ nhãn lục thông. Như vậy tất cả đều tự tại. Dùng Phật Hoa Nghiêm Sức Tam Muội, đây là nửa bài kệ. Do đó, thế giới nhẫn nhục, tinh tấn thiền, phương tiện trí huệ, các công đức, tất cả tự tại, khó nghĩ bàn, Hoa Nghiêm Tam Muội Sức Thần Thông, giống như trí huệ lời lẽ vô ngại. Các độ thần thông tự tại, đó tức là Tam Muội Hoa Nghiêm của Phật, dùng nhân hoa vạn hạnh để trang nghiêm quả đức vô thượng vào Tam Muội Hoa Nghiêm, dùng sức Tam Muội Hoa Nghiêm của Phật, mà có thể ở trong một hạt bụi chuyển bánh xe pháp giáo hóa chúng sinh. Trong một hạt bụi vào Tam Muội thành tựu tất cả hạt bụi định, mà hạt bụi đó cũng không tăng, trong đó hiện khắp nan từ cõi. Phật ở trong một hạt bụi vào Chánh Định Hoa Nghiêm mà thành tựu tất cả hạt bụi Tam Muội, nghĩa là trong mỗi hạt bụi đều vào Tam Muội Hoa Nghiêm, mà hạt bụi đó cũng không lớn ra, cũng chẳng tăng thêm, song trong một hạt bụi khắp hiện ra cõi Phật không thể nghĩ bàn. Cảnh giới này là cảnh giới Hoa Nghiêm, nhất chân pháp giới, chẳng phải chúng ta phàm phu nghĩ đến được. Trong hạt bụi đó nhiều cõi nước, có bụi có Phật hoặc không Phật, hoặc là tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, hoặc là rộng lớn hoặc nhỏ hẹp. Trong một hạt bụi đó hiện ra vô lượng vô biên các cõi Phật. Trong mỗi cõi nước hoặc có Phật đang ở đó nói pháp giáo hóa chúng sinh, hoặc chẳng có Phật ở đó nói pháp giáo hóa chúng sinh, hoặc thị hiện thế giới tạp nhiễm giống như thế giới ta bà, hoặc thị hiện thế giới thanh tịnh giống như thế giới cực lạc, hoặc có thế giới rộng lớn hoặc có thế giới nhỏ hẹp, hiện hiện ra đủ thứ cõi nước khác nhau, đó là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Hoặc lại có thành hoặc có hoại, hoặc có chánh trụ hoặc bảng trụ, hoặc như khoáng dã nhiệt thời diệm, hoặc như lưới nhân đà trên trời. Hoặc có thế giới đang là kiếp thành, hoặc có thế giới đang là kiếp hoại, hoặc có thế giới chánh pháp đang trụ thế, hoặc có thế giới bảng pháp. Bảng pháp tức là thời đại tượng pháp hoặc thời đại mạt pháp đang trụ thế, hoặc thể hiện ra thế giới giống như dương diệm khoáng dã. Mùa xuân, trong xa đại địa có một thứ khí nóng như lửa, hoặc thể hiện ra thế giới giống như lưới đà la trên trời. Trước điện của trời đế thích có một thứ lưới la tràng dùng châu báu làm thành, lỗ lỗ thông nhau, ánh sáng chiếu nhau, đồ dùng để trang nghiêm. Cảnh giới như thế cũng không thể nghĩ bàn. Như trong một bụi đều hiện ra, tất cả hạt bụi cũng như thế. Đó đại danh xưng các thánh nhân Tam Muội giải thoát sức thần thông. Chẳng những ở trong một hạt bụi thể hiện đủ thứ thế giới, mà ở trong tất cả hạt bụi cũng thể hiện ra đủ thứ thế giới, cùng nhau hiện ra mười phương cõi nước chư Phật đều giống như nhau. Ở trong các cõi Phật giáo hóa chúng sinh, chư Phật Bồ Tát đó đều có đại danh xưng,
đều đầy đủ sức tam muội giải thoát thần thông. Nếu muốn cúng dường tất cả Phật vào trong tam muội hiện thần biến, chỉ dùng một tay khắp tam thiên cúng khắp tất cả các Như Lai. Nếu như muốn cúng dường mười phương tất cả chư Phật ba đời, thì trước hết vào trong định hiện hiện đủ thứ thần thông biến hóa. Bồ Tát đều có sức đại thần thông, có thể dùng một tay đẩy khắp 3.000 đại thiên thế giới, khắp cúng dường mười phương tất cả các Như Lai. Mười phương hết thảy hoa thắng diệu, hương đốt hương bột báu vô giá, như vậy đều từ trong tay ra, cúng dường chư Phật đủ tối thắng. Bồ Tát trong một tay chảy ra đủ thứ hoa báu thủ thắng vi diệu đến mười phương chư Phật để cúng dường, hoặc dùng hương đốt và hương bột cùng với hương báu vô giá đều từ trong tay thánh nhân đại danh xưng chảy ra để cúng dường chư Phật dưới Bồ Đề đạo tràng. Y báu vô giá tạp diệu hương, chảng văn lọng báu đều nghiêm đẹp, vàng thật làm hoa báu làm màn, thảy đều từ trong tay tuôn ra. Lại dùng y báu vô giá đủ thứ hương thơm vi diệu để cúng dường chư Phật, lại dùng đủ thứ chảng báu và đủ thứ phan lọng báu để trang nghiêm đẹp để đạo tràng, và còn dùng vàng thật làm hoa rất đẹp, lại dùng các báu làm màn, hết thảy tất cả đồ trang nghiêm đều từ trong tay Bồ Tát tuôn ra. Mười phương hết thảy các vật quý đều dâng lên cúng dường vô thượng, trong tay tuôn ra đều đầy đủ trước cội Bồ Đề dâng cúng Phật. Trong mười phương thế giới hết thảy tất cả diệu báu vô giá đều dâng lên cúng mười phương các đức Phật, từ trong tay Bồ Tát tuôn ra các báu giống như mưa, chẳng có thứ gì mà chẳng đủ, đều đến trước đạo tràng cội Bồ Đề để dâng lên cúng dường chư Phật. Mười phương tất cả các kỹ nhạc, đồng trống cầm sắt chẳng một loại, đều tấu lên tiếng hai hòa nhã, đâu chẳng từ trong tay tuôn ra. Trong mười phương thế giới hết thảy tất cả kỹ nhạc, nào là tiếng đồng, tiếng trống, tiếng đàn cầm, tiếng đàn sắt, chẳng phải dùng mỗi thứ một loại để cúng dường Phật, mà là dùng đủ thứ âm nhạc để cúng dường Phật. Hết thảy nhạc cụ diễn tấu lên tiếng rất hay hòa nhã, rất êm tai, khiến cho người nghe rất hoan hỷ. Hết thảy tiếng hay hòa nhã đều từ trong tay Bồ Tát tuôn ra. Mười phương hết thảy sự khen tụng, ca ngợi công đức của Như Lai, như vậy đủ thứ lời lẽ hay đều từ trong tay mà diễn tấu. Trong mười phương thế giới hết thảy tất cả sự khen tụng đều ca ngợi công đức chân thật của Như Lai, giống như đủ thứ lời lẽ hay đó đều từ trong bàn tay Bồ Tát tuôn ra, giống như diễn tấu âm nhạc không khác. Tay phải Bồ Tát phóng tịnh quang, trong quang nước thơm từ không mưa, khắp nhuần mười phương các cõi Phật, cúng dường tất cả chiếu thế đăng. Bồ Tát dùng tay phải phóng ra quang minh thành tịnh, trong quang minh tuôn ra đủ thứ nước thơm, giống như từ hư không mưa xuống, thấm nhuần khắp mười phương các cõi nước chư Phật, để cúng dường tất cả các Như Lai, chiếu thế đăng tức là Phật. Lại phóng quang minh diệu trang nghiêm, sinh ra vô lượng hoa sen báu, hoa đó sắc tướng đều thủ diệu, dùng để cúng dường các đức Phật. Bồ Tát lại phóng quang minh không thể nghĩ bàn, tốt đẹp trang nghiêm các cõi nước chư Phật, lại sinh ra vô lượng hoa sen báu đẹp, nhan sắc và hình tướng của hoa sen đó rất thủ thắng đặc biệt, dùng hoa báu đó để cúng dường mười phương chư Phật. Lại phóng quang minh hoa trang nghiêm, đủ thứ hoa đẹp tụ làm màn, khắp dài mười phương các cõi nước, cúng dường tất cả đấng đại đức. Bồ Tát lại phóng ra đại quang minh, trong quang minh lại hiện ra đủ thứ hoa đẹp để trang nghiêm cõi nước chư Phật, dùng đủ thứ diệu hoa tụ tập thành màn báu, một màn báu lại sinh ra vô lượng màn báu, khắp dài mười phương các cõi nước để cúng dường mười phương các Như Lai, đấng đại đức tức là Phật. Lại phóng quang minh hương trang nghiêm, đủ thứ hương thơm tụ làm màn, khắp dài mười phương các cõi nước, cúng dường tất cả đấng đại đức. Bồ Tát lại phóng ra quang minh, trong quang minh đó lại hiện ra đủ thứ hương thơm để trang nghiêm các cõi Phật, dùng đủ thứ hương thơm kết tập làm màn báu, một màn báu sinh ra vô lượng màn báu, khắp dài tất cả mười phương các cõi Phật để cúng dường mười phương các Như Lai. Lại phóng quang hương bột trang nghiêm, đủ thứ hương bột tụ làm màn, khắp dài mười phương các cõi nước, cúng dường tất cả đấng đại đức. Bồ Tát lại phóng ra một thứ quang minh, trong quang minh lại hiện ra đủ thứ hương bột để trang nghiêm cõi nước chư Phật, dùng đủ thứ hương bột tụ tập thành màn báu, một màn báu sinh ra vô lượng màn báu, giải khắp mười phương các cõi nước chư Phật để cúng dường tất cả chư Phật. Lại phóng quang minh y trang nghiêm, đủ thứ y báu tụ làm màn, khắp dài mười phương các cõi nước, cúng dường tất cả đấng đại đức. Bồ Tát lại phóng ra một thứ quang minh,
Trong quang minh lại hiện ra đủ thứ y báu để trang nghiêm cõi nước chư Phật, dùng đủ thứ y phục tốt đẹp quý báu tụ tập thành màn báu. Một màn báu sinh ra vô lượng màn báu, giải khắp mười phương các cõi nước chư Phật để cúng dường tất cả chư Phật. Lại phóng quang châu báu trang nghiêm, đủ thứ báu đẹp tụ thành màn, khắp giải mười phương các cõi nước, cúng dường tất cả đấng đại đức. Bồ Tát lại phóng ra một thứ quang minh, trong quang minh lại hiện ra đủ thứ báu đẹp để trang nghiêm cõi nước chư Phật. Dùng đủ thứ báu đẹp tụ tập thành màn báu, một màn báu sinh ra vô lượng màn báu, giải khắp mười phương các cõi nước chư Phật để cúng dường tất cả chư Phật. Lại phóng quang minh hoa trang nghiêm, đủ thứ hoa sen tụ thành màn, khắp giải mười phương các cõi nước, cúng dường tất cả đấng đại đức. Bồ Tát lại phóng ra một thứ quang minh, trong quang minh lại hiện ra đủ thứ hoa sen đẹp để trang nghiêm cõi nước chư Phật. Dùng đủ thứ hoa sen vi diệu tụ tập thành màn báu, một màn báu sinh ra vô lượng màn báu, giải khắp mười phương các cõi nước chư Phật để cúng dường tất cả các Như Lai. Lại phóng quang minh chuỗi trang nghiêm, đủ thứ chuỗi ngọc tụ thành màn, khắp giải mười phương các cõi nước, cúng dường tất cả đấng đại đức. Bồ Tát lại phóng ra một thứ quang minh, trong quang minh lại hiện ra đủ thứ chuỗi báu để trang nghiêm cõi nước chư Phật. Dùng đủ thứ chuỗi báu tụ tập thành màn báu, một màn báu sinh ra vô lượng màn báu, giải khắp mười phương các cõi nước chư Phật để cúng dường tất cả các Như Lai. Lại phóng quang minh tràng trang nghiêm, tràng đó rực rỡ đủ màu sắc, đủ thứ vô lượng đều thù đẹp, dùng để trang nghiêm các cõi Phật. Bồ Tát lại phóng ra một thứ quang minh, trong quang minh lại hiện ra đủ thứ tràng báu để trang nghiêm cõi nước chư Phật. Tràng báu đó sáng rực rỡ, phóng ra ánh sáng đủ thứ màu sắc, có đủ thứ vô lượng tràng báu thù thắng tốt đẹp để trang nghiêm các cõi nước chư Phật. Đủ thứ các báu tràng nghiêm lọng, các phan lụa đẹp cùng rong bùa, chuông lắc mani diễn Phật âm, cầm đẻ cúng dường các Như Lai. Dùng đủ thứ bảy báu để trang nghiêm lọng báu treo ở trên hư không, lại có rất nhiều phan lọng đẹp bằng lụa, rong bùa thòng rủ xuống làm nghiêm sức. Dùng báu mani làm chuông lắc, vang ra âm thanh vì diệu để diễn nói âm thanh của Phật. Bồ Tát cầm những đồ trang nghiêm đó để cúng dường mười phương ba đời tất cả các Như Lai. Tay tuôn đồ cúng khó nghĩ bàn, như vậy cúng dường một đạo sư, tất cả chỗ Phật đều như vậy, đó thần thông tam muội đại sĩ. Tay của Bồ Tát tuôn ra đủ thứ đồ cúng dường, thật là không thể nghĩ bàn. Như các thứ đồ cúng dường đã nói ở trên là cúng dường một đấng đạo sư, song trong mười phương thế giới hết thảy chỗ Phật đều trang nghiêm cúng dường như vậy, đó là đại nguyện lực của Bồ Tát Phổ Hiền thành tựu, tu được sức thần thông tam muội mới có cảnh giới không thể nghĩ bàn như thế. Bồ Tát trụ ở trong tam muội, đủ thứ tự tại nhiếp chúng sinh, đều nhờ pháp công đức tu hành, vô lượng phương tiện mà dẫn dắt. Bồ Tát trụ ở trong tam muội Phổ Hiền thì vào định này, dùng đủ thứ tự tại thần thông lực để nhiếp thọ tất cả chúng sinh, hoàn toàn nhờ tu hành đủ thứ công đức diệu pháp của Bồ Tát Phổ Hiền Đại Nguyện Vương và dùng vô lượng phương tiện pháp môn để mở bày dẫn dắt chúng sinh, khiến cho họ phát tâm Bồ Đề. Hoặc dùng môn cúng dường Như Lai, hoặc dùng môn nan tư bố thí, hoặc dùng môn chỉ giới đầu đà, hoặc dùng môn kham nhẫn bất động, hoặc khiến cho chúng sinh rộng tu cúng dường, phát tâm cúng dường mười phương chư Phật, hoặc dùng pháp môn bố thí, vì chúng sinh nói pháp, khiến cho chúng sinh san tham không xả bỏ, phát tâm từ bi mà bố thí cứu giúp chúng sinh, hoặc dùng pháp môn đầu đà khổ hạnh 12 giới để giáo hóa chúng sinh, khiến cho giữ giới tu hành chẳng vi phạm giới luật, hoặc dùng pháp môn kham nhẫn bất động để vì chúng sinh nói pháp, gặp chúng sinh thích nóng giận thì vì họ nói pháp chẳng động lửa vô minh không nổi nóng, tức là không thể nhẫn cũng phải nhẫn, không thể chịu cũng phải chịu, tức cũng là nghịch đến thuận thọ, đó là pháp bảo vô thượng. Chúng ta người tu đạo, tức là tu nhẫn những gì người không nhẫn được, chịu những gì người không chịu được, như thế mới tu hành được. Thậm chí có người mắng, có người đánh đều phải nhẫn chịu. Cũng có thể là chư Phật Bồ Tát đến khảo nghiệm, đặc ý hiện ra cảnh giới đó, đây gọi là cửa ải trước mặt. Qua được cửa ải này thì đắc được thọ dụng, qua chẳng được cửa ải này thì đương nhiên chẳng đắc được thọ dụng. Bất cứ gặp cảnh giới gì đều phải cam chịu nhẫn nại, dùng pháp môn này để giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh chẳng còn lửa vô minh thì sẽ không nổi giận. 12 hạnh đầu đà là: một, ở nơi A Lan nhã, chỗ vắng vẻ; hai, thường khất thực;
3. Thứ lớp khất thực. 4. Ăn ngày một bữa, ngọ. 5. Ăn tiết lượng. 6. Sau ngọ không uống nước trái cây hoặc nước có chất bổ. 7. Mặc y phấn tảo, vải lượng may thành y. 8. Chỉ có 3 y. 9. Ở giữa mà cao. 10. Nghỉ dưới cây, ở dưới gốc cây chỉ 3 đêm, lại đổi chỗ khác. 11. Ngồi giữa trời. 12. Chỉ ngồi không nằm, đêm ngủ ngồi. Đó là 12 giới tu khổ hạnh. Hoặc dùng môn khổ hạnh tinh tấn, hoặc dùng môn thiền định vắng lặng, hoặc dùng môn quyết rõ trí huệ, hoặc dùng môn tu hành phương tiện. Chúng ta hiện tại đã thiền thất, chạy hương là điều phục thân, ngồi hương là điều phục tâm. Đây là phương pháp tu hành, cũng là cơ sở tu hành. Nếu cơ sở tốt, thì bất cứ lúc nào cũng đều có thể tham thiền đà tọa, chẳng bị không gian và thời gian hạn chế. Ai có thể ngồi mà không ngủ, chỉ khi thời gian ngủ thì tu hành sẽ thành tựu. Hoặc dùng pháp môn khổ hạnh tinh tấn để vì chúng sinh nói pháp, khiến cho người tu khổ hạnh chẳng màng lưng ê chân đau, chẳng màng ngủ đủ hay không, một lòng một dạ tinh tấn. Như vậy sẽ có sự thành tựu, song chẳng dễ gì phá sập cửa ải này, cũng chẳng dễ gì vào được cửa này. Tuy chẳng dễ, song nhất định cũng phải phá sập cửa ải này, phải tiến vào cửa này, cho nên cần phải tu môn khổ hạnh tinh tấn. Chẳng những thân tinh tấn mà tâm cũng phải tinh tấn. Thân tinh tấn tức là sinh tu giới định huệ, tâm tinh tấn tức là tiêu diệt tham sân si. Tôi thường nói với các vị phương pháp ngồi thiền, tất cả là khảo nghiệm, xem bạn làm thế nào, trước mắt mà chẳng biết, phải luyện lại từ đầu. Hoặc dùng pháp môn thiền định vắng lặng, để vì chúng sinh nói pháp, vắng lặng là vắng lặng chẳng động, do đó có câu, chân không chẳng ta người, đại đạo không hình tướng, không ta không người, không chúng sinh, không thọ mạng, bốn tướng, tâm cũng không, pháp cũng không, tâm không chẳng chấp ta, pháp không chẳng chấp pháp, chẳng có chấp trước gì hết, tức là vắng lặng. Thiền định là danh từ nửa Trung Hoa, nửa Ấn Độ, thiền là thiền na, là tiếng Phạn, tạng muội dịch là định, định là tiếng Tàu, hợp lại gọi là thiền định. Thiền na tam muội dịch là tư duy tu, dùng phương pháp tư duy để tu hành, còn dịch là tĩnh lự, tức là làm cho vọng tưởng tạp niệm thanh tịnh. Lúc đó tư lự chẳng còn nữa thì tâm thanh ý định. Tâm thanh như nước hiện trăng, ý định như trời không mây, tức là cảnh giới. Thiên đàm hữu thủy, thiên đàm nguyệt, vạn lý vô vân, vạn lý thiên. Nghĩa là ngàn đầm có nước, ngàn đầm trăng hiện, vạn dặm không mây, vạn dặm trời xanh. Hoặc dùng pháp môn quyết rõ trí huệ để vì chúng sinh nói pháp. Quyết rõ tức là chẳng hoài nghi, có tánh quyết định, bằng không thì chẳng biết rõ ràng, chẳng biết xử lý thế nào mới đúng. Liền khởi hồ nghi. Hồ nghi là gì? Hồ ly có tập nghi. Mùa đông hồ ly qua sông thì đi trên băng, rất cẩn thận chú ý, đi một bước thì ngừng lại nghe thử băng có tiếng gì không. Nếu có tiếng thì biết băng mỏng, dễ rớt xuống sông, bèn đổi đường đi. Người có trí huệ gặp việc thì có sức phán đoán, quyết định làm sao thì làm như vậy, tuyệt đối chẳng có hai tâm ba ý, càng không thay đổi chủ ý, do đó quán triệt thủy chung. Hoặc dùng pháp môn phương tiện để vì chúng sinh nói pháp, tự cũng là pháp môn phương tiện khéo léo. Bồ Tát dùng phương tiện tu hành của mình để giáo hóa chúng sinh. Tại sao Bồ Tát phải tu hành đủ thứ pháp môn? Vì muốn độ khắp chúng sinh thoát khỏi biển khổ, cho nên tu đủ thứ pháp môn để độ quần mê. Ở trên là Bồ Tát dùng sức tam muội hoa nghiêm, dùng pháp môn sáu độ để nhiếp thọ chúng sinh, khiến cho chúng sinh liều khổ được vui, chấm dứt sinh tử. Hoặc dùng môn phạm trụ thần thông, hoặc dùng môn tứ nhiếp lợi ích, hoặc dùng môn phước trí trang nghiêm, hoặc dùng môn nhân duyên giải thoát, hoặc dùng pháp môn phạm trụ thần thông để vì chúng sinh nói pháp. Phạm là thanh tịnh, nếu tu hạnh thanh tịnh thì chẳng có pháp nhiễm ô, chẳng có nhiễm ô thì đắc được thần thông. Thần thông là gì? Tức là biến hóa vô cùng, tùy theo ý muốn đi độ chúng sinh, khiến cho họ sinh niềm tin. Hoặc dùng pháp môn bốn pháp nhiếp để vì chúng sinh nói pháp. Bốn pháp nhiếp tức là 1. Bố thí, 2. Ái ngữ, 3. Lợi hành, 4. Đồng sự. Bồ Tát rất thương xót chúng sinh, chẳng đâu mà không đến. Gặp chúng sinh san tham thì nói pháp môn bố thí, Bồ Tát đều hòa nhan duyệt sắc đối với chúng sinh, khiến cho chúng sinh đối với Bồ Tát có cảm thọ hòa mục mà gần gũi. Do đó chuyên nói lời từ ái, khiến cho chúng sinh có hảo cảm, trong sự bất tri bất giác mà được sự cảm hóa phát tâm Bồ Đề.
Tông chỉ của Bồ Tát là tất cả vì người, chẳng vì mình. Thà mình chịu thiệt thòi mà để cho chúng sinh chiếm tiện nghi, đắc được lợi ích. Tục ngữ có nói thiệt thòi là chiếm tiện nghi. Câu này rất có ý nghĩa, là lời kinh nghiệm. Bồ Tát vì muốn độ chúng sinh mà dùng phương tiện, chẳng những Bồ Tát dùng, mà có lúc Phật cũng dùng. Ví như câu chuyện tay không độ em bé, đó là phương tiện. Một ngày nọ, Phật đi khất thực, thấy một em bé bò đến gần miệng giếng. Tình hình rất nguy hiểm, trong lúc thập tử nhất sinh, thì Phật bèn nói với em bé, này con, trong tay ta có kẹo, hãy mau bỏ qua đây ăn kẹo. Đứa bé nghe nói có kẹo ăn thì bỏ lại, khỏi rớt xuống giếng. Tuy trong tay Phật chẳng có kẹo, song vì cứu mạng sống của đứa bé, đó tức là pháp môn phương tiện khéo léo. Bồ Tát muốn độ chúng sinh có duyên, bèn thể hiện cùng thân phận và cùng làm một công việc. Do đó, Bồ Tát phát nguyện vào trong sáu nẻo chúng sinh, gần gũi chúng sinh, lấy thân làm khuôn phép, làm mô phạm, khiến cho họ phát tâm, bỏ ác, hướng thiện. Hoặc dùng pháp môn phước trí trang nghiêm để vì chúng sinh nói pháp, người tu đạo phải phước huệ cùng tu thì mới viên mãn thành tựu. Do đó, tu phước chẳng tu huệ, làm voi mang chuỗi ngọc, tu huệ chẳng tu phước, làm la hán ôm bát không. Tuổi xưa Phật đã từng ba A Tăng kỳ kiếp tu phước huệ, trăm kiếp trồng tướng tốt, cho nên phước cũng đầy đủ, huệ cũng đầy đủ, gọi là đấng lưỡng túc tôn. Hoặc dùng pháp môn nhân duyên giải thoát để vì chúng sinh nói pháp. Bồ Tát quán sát nhân duyên của chúng sinh đáng dùng pháp môn gì độ được, thì dùng pháp môn đó để vì họ nói pháp, khiến cho chúng sinh đắc được giải thoát. Hoặc dùng môn căn lực chánh đạo, hoặc dùng môn thanh văn giải thoát, hoặc dùng môn độc giác thanh tịnh, hoặc dùng môn đại thừa tự tại, hoặc dùng năm căn năm lực, bốn chánh cần, bốn niệm xứ, bốn như ý túc, bảy bồ đề phần, tám chánh đạo, đó là 37 phẩm trợ đạo để vì chúng sinh nói pháp, đó là pháp môn tiểu thừa. Hoặc dùng pháp môn thanh văn giải thoát để vì chúng sinh nói pháp, pháp thanh văn tức là pháp bốn đế khổ tập diệt đạo, đó là pháp môn a la hán đắc được. Hoặc dùng pháp môn độc giác thanh tịnh để vì chúng sinh nói pháp, tức là pháp 12 nhân duyên. Pháp này là có lưu truyền và hoàn diệt hai cửa. Người tu đạo phải quan sát môn hoàn diệt, tu hành thành công thì chấm dứt sinh tử. Đó là pháp môn thanh tịnh bích chi Phật đắc được. Hoặc dùng pháp môn đại thừa tự tại để vì chúng sinh nói pháp, tức là pháp sáu độ, cũng là pháp Bồ Tát. Bồ Tát là tự giác giác tha, tự độ độ tha, tự lợi lợi tha, đó là pháp môn Bồ Tát đắc được. Hoặc dùng môn vô thường các khổ, hoặc dùng môn không ta thọ mạng, hoặc dùng môn bất tịnh ly dục, hoặc dùng môn diệt tận tam muội, hoặc dùng môn vô thường các khổ để vì chúng sinh nói pháp. Thế giới tất cả đều là vô thường, thay đổi không ngừng, chẳng tồn tại vĩnh viễn, vì vậy nên nói là khổ. Khổ khổ, hoại khổ, hành khổ, lại có tám thứ khổ: sinh già bệnh chết, thương xa lìa, ghét gặp nhau, cầu chẳng được năm ấm, và còn có vô lượng vô biên thứ khổ. Hoặc dùng pháp môn không tà thọ mạng để vì chúng sinh nói pháp. Không tà tức là chẳng tồn tại cái ta, đừng vì cái túi da hôi thối này mà bôn ba lăng xăng, đừng vì nó mà bận rộn, đến lúc nó chẳng giúp cho bạn, ngược lại phủi tay áo mà đi. Thọ mạng tức là có thân ta tồn tại, thương mến nó, bảo vệ nó, khiến cho nó sống lâu. Trong Kinh Kim Cang có nói, không tướng ta, không tướng người, không tướng chúng sinh, không tướng thọ mạng, dùng bốn pháp môn đó để giáo hóa chúng sinh. Hoặc dùng pháp môn bất tịnh lìa dục để vì chúng sinh nói pháp, nói với chúng sinh đừng có dục niệm bất tịnh, nên khử dục đoạn ái thì mới chấm dứt sinh tử, thoát khỏi ba cõi. Chúng ta người tu đạo thường tu quán bất tịnh, quán tưởng chín lỗ thường chảy ra đồ bất tịnh, dụng pháp môn này để giáo hóa chúng sinh. Hoặc dùng pháp môn diệt tận tam muội để vì chúng sinh nói pháp. Diệt tận tức là tiêu diệt sạch tất cả vọng tưởng, ba độc tập khí đều tiêu diệt sạch, đắc được diệt tận định rồi thì sẽ thoát khỏi tam giới 25 cõi. Dục giới có 14, sắc giới có 7, vô sắc giới có 4, dùng pháp môn này để giáo hóa chúng sinh. Bồ Tát dùng 20 pháp môn vừa nói ở trên để giáo hóa chúng sinh, mỗi một môn đều là pháp môn không hai. Tùy các chúng sinh bệnh khác nhau đều dùng thuyết pháp để đối trị, tùy tâm ưa thích của chúng sinh đều dùng phương tiện làm mãn nguyện. Vì chúng sinh có 84.000 mau bệnh, cho nên Phật nói 84.000 pháp môn để đối trị. Tùy theo bệnh khác nhau của chúng sinh mà Phật dùng thuốc pháp theo bệnh cho thuốc. Khi thuốc đến thì bệnh lành. Và tùy theo tâm ưa thích của tất cả chúng sinh,
hoàn toàn dùng phương tiện pháp môn để làm mãn nguyện sự nguyện vọng của họ, không khiến cho chúng sinh thất vọng. Tùy các chúng sinh hạnh khác nhau, đều dùng khéo léo mà thành tựu. Như vậy tam muội thần thông tướng, tất cả trời người không dò được. Trong 10 đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền có một nguyện luôn thuận chúng sinh, tức cũng là tùy thuận tâm nguyện của tất cả chúng sinh mà khiến cho họ được mãn nguyện. Bất cứ loại hạnh nghiệp nào, các Đức Phật, Bồ Tát đều dùng phương tiện khéo léo để thành tựu hành vi của tất cả chúng sinh. Như tam muội và thần thông đã nói ở trên, các trời người đều không thể dò lường mà thấu rõ cảnh giới như thế được. Có diệu tam muội tên Tùy Lạc, Bồ Tát trụ vào khắp quán sát, tùy cơ thị hiện độ chúng sinh đều khiến hoan hỷ từ pháp hóa. Lại có một thứ tam muội tên là tam muội Tùy Lạc, tức là tùy thuận ưa thích của chúng sinh mà đắc được diệu định. Bồ Tát hành Bồ Tát đạo trụ ở trong tam muội Tùy Lạc, khắp quán sát tâm chúng sinh ưa thích, để tùy căn cơ mà giáo hóa chúng sinh. Đáng dùng nhân duyên gì độ được thì Bồ Tát dùng pháp đó để giáo hóa, hoặc đáng hiện thân gì độ được thì Bồ Tát thị hiện thân đó để độ, hoàn toàn khiến cho chúng sinh sanh tâm hoan hỷ y pháp tu hành, đắc được pháp hóa của Phật. Trong kiếp đói khát tị nạn thời, đều hiện thế gian các đồ vui, tùy theo ý muốn đều khiến đủ, khắp vì chúng sinh làm lợi ích. Trong kiếp hoặc có ba nạn nhỏ, đói khát ôn dịch đau binh, hoặc có ba nạn lớn, lửa nước gió. Lúc có tất cả tai nạn thì Bồ Tát bèn hiển đại thần thông, hiện ra thế gian tất cả những đồ vui, tùy theo ý muốn của chúng sinh đều khiến cho đầy đủ, khắp vì chúng sinh làm lợi ích, khiến cho họ được an lạc. Hoặc dùng ăn uống ngon bậc nhất, y báu nghiêm sức, các vật quý, cho đến ngôi vua đều thí giả, khiến người ưa thí theo chánh pháp. Vì chúng sinh thích ăn vật ngon, ở nhà đẹp, mặc đồ mới, cho nên Bồ Tát hiểu rõ tâm lý của chúng sinh. Hoặc dùng thức ăn uống ngon bậc nhất, hoặc dùng y báu tốt đẹp quý giá nhất, hoặc dùng các vật chất đáng giá nhất, cho đến ngôi vua đều thí cho người, tuyệt đối chẳng san tham. Như vậy khiến cho người ưa bố thí hướng về Bồ Tát mà theo học để tu pháp môn bố thí. Bố thí có vô lượng công đức, nhưng phải ba luân thể không, chẳng chấp trước vật bố thí và người bố thí, chẳng chấp trước người thọ nhận. Ai ai cũng bố thí, ai ai cũng không san tham thì gia đình sẽ hạnh phúc, xã hội sẽ an ninh. Bây giờ nói về chuyện xả bỏ ngôi vua. Thời xưa ở Trung Quốc có hai vị hiền nhân, tức là Bá Di và Thúc Tề, là hai anh em. Hai người họ rất là khiêm nhường, chẳng tranh với đời. Cha của hai vị đó là Cô Trúc Quân, đem ngôi vua chuyển cho con thứ là Thúc Tề. Xong Thúc Tề lại nhường cho người anh, nói phải chuyển ngôi vua cho trưởng tử, đó là việc thiên kinh địa nghĩa, cũng là lý danh ngôn chánh thuận.